Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp khẩn trương bước vào một năm sản xuất mới, ghi nhận không khí làm việc đầu năm mới của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đông. Những ngày đầu năm mới, hơn 450 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Sora tại Nam Đông đã có mặt, bắt tay ngay vào công việc để đưa các dây chuyền sản xuất hoạt động trở lại bình thường, kịp thời sản xuất những đơn hàng lớn đầu năm. Với khí thế lao động này, kỳ vọng vào một năm sản xuất kinh doanh thắng lợi. Kết thúc một kỳ nghỉ lễ Tết thì mọi người quay trở lại làm việc với một cái tâm thế rất là vui vẻ và tinh thần lao động hăng say lao động. Bản thân em thì mà là một sinh viên vừa mới ra trường thì với cái cơ hội với đại ảnh hưởng của đại dịch Covid thì cơ hội tìm kiếm việc làm có hạn chế. Thì thấy ở địa phương có công ty thì đã ứng tuyển vào làm việc ở đây. Thì sau một quá trình làm việc 6 tháng thì em thấy môi trường làm việc ở đây rất là ổn. Với chế độ đãi ngộ cũng như cái phúc lợi dành cho người lao động rất là đảm bảo. Là công ty chuyên sản xuất hàng may mặc và khẩu trang y tế xuất khẩu tại thị trường Nhật Bản, nên ngay những ngày đầu năm, công ty đã nhận các đơn hàng lớn từ thị trường này. Ban giám đốc công ty cho biết đã nhận được nhiều đơn hàng của các đối tác đến quý 3 năm 2023. Do đó, để cung cấp đầy đủ đơn hàng, công ty đang có kế hoạch mở rộng sản xuất với khoảng 16 chuyên may công nghiệp và khẩu trang. Đồng thời, để đảm bảo đủ nhân lực tại các dây chuyền sản xuất, công ty đang tiếp tục tuyển dụng gần 500 lao động vào các vị trí, trong đó công nhân may và khẩu trang là hơn 320 người, góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều người. Đây là tín hiệu vui ngay từ những ngày đầu năm mới, không chỉ đối với công ty mà cả với lao động phổ thông trên địa bàn huyện. Nhu cầu của năm 2022 thì nói chung công ty cũng muốn phát triển ra nhiều thị trường, phát triển thêm những mặt hàng để cho anh em công nhân ở huyện nhà có công việc làm ổn định. Những cái yêu cầu tư tưởng của công ty á, là muốn mở rộng thêm tầm trong 2 năm 2022 là 16 chuyên, đến năm 2023 là mở rộng từ 20 đến 30 chuyên. Nhưng hiện tại á là về thiết kỳ đầy đủ, nhưng về mặt hàng đâu là chuẩn bị rất là ok rồi, nhưng mà còn thiếu về nhân công. Với những tín hiệu lạc quan và sự hưởng khởi, khí thế, quyết tâm ra quân lao động sản xuất, kinh doanh ngay những ngày đầu năm mới sẽ là động lực để các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đông kỳ vọng vào một năm mới hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện trong năm 2022.